Alo, alo. À, vâng, kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa quan viên này họ và quân chủ chú bác, toàn thể các bạn văn nhân thanh niên có mặt ở hội hôm nay. À, cháu xin giới thiệu là cháu thì ở Đồng Trạng và em Phượng thì đã làm ở công tác và làm việc cùng chỗ cháu. Thì hôm nay rất vui là Phượng và Hoài là có lễ thành hôn với nhau, thì là cháu có món quà nhỏ riêng cho hai vợ chồng em để làm gọi là quỹ khởi nghiệp. Chúc hai vợ chồng em là cuộc sống ngày hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn và có thằng cô đồng lòng tặng hai vợ chồng em. Và đứa đồ thì con trai đứa thứ hai là con gái đứa mẹ là ok rồi, chứ mẹ có phát biểu gì được có ai đâu, không phát biểu câu thôi là tôi thôi. Cảm ơn anh, phát biểu câu đi.